những loài khỉ kỳ lạ nhất thế giới. Khỉ mũi vòi sống chủ yếu tại Indonesia, điều khiến người ta chú ý nhất ở chúng có lẽ là chiếc mũi vừa to, vừa dài đặc biệt của các con đực. Với những con trưởng thành, chiếc mũi có thể dài lên tới 18 cm, đây cũng là điểm thu hút bạn tình vào mùa sinh sản. Nhờ sở hữu chiếc mũi khủng mà khỉ vòi có thể phát ra tiếng hú vang xa hàng chục km. Chúng có thể nhai lại thức ăn y như châu bò. Khỉ mặt chó mandrill. Không có loài khỉ nào trên thế giới được sở hữu màu da sặc sỡ trên khuôn mặt giống như loài khỉ mandrill. Người ta từng xếp chúng cùng với chi khỉ đầu chó. Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới, có thể đạt cân nặng tới 52 kg và khá hung dữ. Chúng là loài sống bầy đàn với số lượng lớn khoảng hơn 300 cá thể. Khỉ lùn. Tên gọi của chúng đúng hoàn toàn so với vẻ bề ngoài khi kích thước của một con khỉ lùn trưởng thành chỉ tương đương một ngón tay. Chiều dài cơ thể trung bình từ 12 cm và khối lượng chỉ 120 g, nhẹ hơn cả một quả lê. Chúng thường sống tại vùng rừng rậm nhiệt đới ở Brazil, ở thành bầy đàn theo quan hệ gia đình từ 2 đến 6 cá thể. Khỉ mặt đỏ. Với bề ngoài giống một người đàn ông hói đầu và mặt đỏ lên vì rượu, khỉ mặt đỏ hay khỉ Uakari khiến người xem không khỏi bật cười. Bộ lông của chúng thường có màu nâu, dài và rậm. Càng yêu hay đang ốm, da mặt của chúng sẽ càng nhợt nhạt đi. Khi Uakari sống chủ yếu ở lưu vực sông Amazon và sống thành bầy khoảng 10 cá thể.